Cô giáo tiếng Anh Nguyễn Thị Bích Ngọc đã được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19. Những lo lắng ban đầu về phản ứng sau tiêm nhanh chóng qua đi dưới sự tư vấn của cán bộ y tế Trung tâm Y tế huyện Bảo Thắng. Cô giáo Ngọc đã hoàn thành mũi tiêm an toàn. Mình cảm thấy rất vui vì được cái sự quan tâm của nhà nước đối với những người làm công tác giáo dục, một trong những đối tượng được tiêm đầu tiên. Và khi trước khi tiêm thì mình đã được cán bộ y tế tư vấn rất là kỹ càng về cái bệnh nền của mình, là khi tiêm vaccine đó sẽ không có vấn đề gì cả, và mình khi được tiêm thì mình rất là yên tâm. Tới thời điểm này, 100% cán bộ giáo viên của trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Bảo Thắng đã được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, đa phần các trường hợp giáo viên của nhà trường tiêm mũi 1 đến nay đã được hơn 2 tháng. Nguyện vọng chung của các thầy cô giáo là được tiếp tục tiêm mũi thứ 2 trước khi bước vào năm học mới. Bản thân em cũng như những người mà đã tiêm mũi 1 thì cũng rất muốn là tiêm mũi 2 để trước khi bước vào năm học mới. Bởi vì là khi mà sau khi tiêm thì nó cũng có một số cái phản ứng gây mệt mỏi cho bản thân, thì các em là bây giờ đang cũng ít việc hơn thì cũng muốn tiêm luôn mũi 2 để chuẩn bị vào năm học mới cho thuận tiện, với lại để phòng chống COVID thật tốt. Nếu mà có cái kế hoạch của các cấp lãnh đạo về việc chỉ đạo thực hiện tiêm mũi 2 thì lãnh đạo nhà trường sẽ chỉ đạo cho cán bộ nhân viên y tế là khẩn trương lập danh sách và gửi về trung tâm y tế của huyện, và sau đó là tuyên truyền tới cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường để chuẩn bị cái tâm lý, tâm thế được tiêm mũi 2 phòng chống dịch COVID-19. Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện có trên 1.800 cán bộ giáo viên của ngành đã được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19. Một số ít đã được tiêm mũi 2. Đây là những cán bộ giáo viên có tham gia phục vụ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Tuy nhiên, so với tổng số gần 17.000 giáo viên của toàn tỉnh, con số này vẫn khá khiêm tốn. Giáo viên nằm trong nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, số lượng vaccine chưa đủ để tiêm cho toàn bộ giáo viên nên sẽ chia nhiều đợt để tiêm. Cán bộ giáo viên, nhân viên các nhà trường cũng cần nhận thức rõ việc tiêm chủng vaccine là biện pháp phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Tuy nhiên, không được chủ quan mà vẫn phải nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch.